Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình đã xong một cái công trình hôm trước là đi đào ao rồi. Trước đi đào ao hay là san đường nhỉ các bác nhỉ? Nói chung em cũng quay nhiều video quá nên là cũng không cập nhật được. Hình như là video san đường thì phải. Đấy thì là hôm nay em đang đi san mặt bằng các bác nhá. Xới cỏ và san mặt bằng để cho bác chủ nhà trồng cỏ Zinê. Cỏ Zinê để chăn cá các bác. Đây em quay xuống bên dưới này cho các bác xem cái ao ở phía bên dưới này. Rất là to và sâu. Đó. Thì đây là một cái vườn, cái ruộng bỏ hoang. Người ta chuyển đổi mục đích sang là để trồng cỏ, chăn cá, chăn trâu chứ không trồng lúa nữa. Ở chỗ này thì nước thoải mái thôi nhưng mà có mỗi một đám ở trên này cho nên là người ta cũng không trồng lúa nữa. Bây giờ cũng ít người trồng lúa rồi. Đấy do là cái ở cái đầu đằng kia kìa, nó bé thì mình đứng một tầm máy thì mình làm được hết. Đấy mình đã san phẳng hết từ đầu kia ra đến đây rồi. Nhưng ra đến cái đầu này nó to thì mình lại phải bắn máy nếu mà lên cái đầu to rồi nhưng bắt đầu mình san xuôi xuống bởi vì đầu kia là nó sẽ cao hơn cái đầu này. Ở phần trong cái phần chỗ nước chảy các bác nhá là có mương nước ở đấy. Bác chủ nhà bác ấy yêu cầu là đào một cái mương ở đó để cho nước mưa từ trên đồi cả nó dồn về thì nó sẽ trôi vào cái mương đó và nó sẽ đi theo cái mương nó chảy ra xuôi ra tít ở đằng phía đằng ngoài này. Đấy thì phải phía đằng đầu gầu kìa. Mình vét cái mương chảy ra tít đằng đó rồi. Thì là sau này nó nước là nó sẽ chảy ra đấy. Thì mình nghĩ là cái đợt cỏ vừa rồi ở đây này, các bác cái rồng cũng lâu rồi hoặc là với lại là mình nghĩ là nó cũng bị úng nước nữa. Cho nên là cỏ này nó rất là bé, đây có múi cỏ luôn này anh em ạ. Cỏ nó rất là bé và nó rất là cằn cỗi. Nó cũng không được tươi tốt như kiểu là cỏ mới rồng hoặc là cỏ rồng ở đất đỏ, cỏ rồng ở đất đỏ cực tốt luôn. Mình thấy giống cỏ voi mà rồng ở nước là cực tốt. Cái cỏ này thì mình thấy nó giống cái cỏ Zinê các bạn, cỏ để chăn cá ấy, chứ không phải cỏ để chăn trâu chăn bò đâu. Cỏ để chăn cá thì lá nó nhiều hơn là thân. Cái thân nó bé lắm. Thì con cá thì chủ yếu là nó ăn lá thôi mà, cái cứng là nó không ăn được. Đấy, cho nên là mình thấy là các cái rồng là rồng cỏ nhiều lá nhiều hơn là đấy, ở cái đầu ngoài chỗ phía chỗ mấy bạn nhỏ nhỏ đang đi ở tít đằng xa xa ấy kìa, thì cái chỗ đó thì là mình ấy một tầm gầu đấy, một tầm gầu và mình xới hết tơi lên, xới lên khoảng một gầu này, một gầu đến một nửa gầu, một gầu đấy các bác. Rồi nó tơi lên và lấy cái gầu lia cho nó phẳng ra. Đấy. Phẳng như thế này thì sau này các bác ấy chỉ cần lên luống thôi. Lên luống và làm cái rãnh mương để cho nó dọc dọc ra về cái mương kia. Tất cả nước giả dụ nó có đọng ở trên này thì nó sẽ chảy ra mương và đi ấy hết. Thoát đi hết, không bị úng cỏ cũng như là không bị chết cỏ, không làm chết cỏ. Cái này để mình gạt nhá, chỗ này nãy mình quên mình chưa gạt. Okay. Bây giờ mình sẽ quay phía giáp ở phía dưới này nha các bác nhá. Ra cái phần dưới này. Cái mép ngoài cùng này thì là mình không xới vào các bác nhá, để lại một ít. Đó, mình sẽ để lại một ít để cho giữ đất thì bác chủ nhà bác có yêu cầu thế mà. Rồi nó tơi lên và lấp hết cái cỏ chết kia vàng vàng cái đi các bác nhá. Cỏ chết kia thì mình lấp đi được là tốt nhất nhá. Đấy cái bác chủ nhà bác ấy đi ra kia bác ấy mắc cái ống nước ở kia các bác kìa. Đấy cái ống kia là bằng sắt đấy, bằng nhôm gọi là kẽm. Cái ống đó thì là chuyên dùng cho ống nước ấy các bác, nó là ống nước chuyên dụng đấy. Phơi nắng phơi mưa thì đảm bảo là không rỉ. Bây giờ thì người ta chủ yếu dùng cái ống nhựa đen nhiều rồi. Cái ống sắt như thế này thì người ta không dùng mấy nữa rồi. Thứ nhất là chi phí nó lớn. Cái thứ hai là cái lúc sửa chữa của nó rất là khó. Như ống nhựa thì nó đơn giản, nó không phức tạp nữa. Đấy, cái bác vừa đi ở đằng trước máy đây là bác chủ nhà đấy. Chủ của cái ruộng này này.
Cái đầu ngoài kia thì là mình cũng để lại hết cái phần ở phía bờ ngoài cùng này, là mình không động đến nha các bác nhá. Đấy. Tuy rằng ở đầu ngoài kia nó là một cái ruộng ngô, nhưng mà ở phía dưới thì cũng không sợ lở đến nào đâu, nhưng mà bác ấy vẫn cẩn thận thì bác ấy có bảo là thôi không động đến cho nó tốt, nó đỡ bị gọi là vì cỏ đất tiếc lở dưới. Như thế này là mình xới xong là nó cao hơn cái bờ kia rồi. Lúc đầu là cái bờ kia nó cao hơn, à nó thấp hơn khoảng độ 10 đến 15 phân. Nhưng mà bây giờ mình xới nó tơi lên, nó bung đất lên như thế này thì nó lại dương lên rồi, lại cao hơn rồi. Đấy, nếu mà đảo được đất như thế này thì cây cối nó cũng phát triển rất là tốt, tươi tốt. Ở đây thì các bác cái nước nuôi thì cũng không ngại về vấn đề là nước nữa rồi. Đấy, bạn chủ máy bạn ấy có mang dầu đến, mình sẽ để cho bạn đi bơm dầu của các nhé. Chờ một lát các nhé, quay sang cho bơm dầu cho anh em xem. Dầu của mình nó chạy bằng bơm thôi, cái bơm thôi, chỉ và bật bơm là nó sẽ chạy. Đây là bạn chủ máy, nó bơm nó kêu e rồi là nó sẽ tự lên. Đấy, cái mình còn một cái góc này nữa này, cái góc đằng xa xa này với đây, cái chỗ này thì là cái đường lên xuống thì mình nghĩ là sẽ để làm một ô này, còn cái phần phía trong những đống đá này thì mình sẽ xới sát vào cái phần đống đá này. Đấy, bởi vì cái này thì mình thấy là người ta còn chở vật liệu lên nữa cơ, cái đường ở đây nó có một cái đường mà mình sẽ xới đến cái chỗ tầm khu cái cần này thôi, thì để lại cái đường để cho bác chủ nhà bác ấy sau này bác ấy sẽ để cho không đông đi. Đấy, cái phần nước ở phía ngoài này các bác này. Đấy, nước rồi thì là ống nước là các bác ấy vào đây làm bác nối các bác. Đấy, ok, lấy dầu được rồi mình sẽ gắn lại cái camera và mình sẽ làm tiếp nhé. Hơi zoom một tí anh em thông cảm. Đó. Ok. Chúng ta bơm dầu thì nó cũng rất là nhanh, nó không lâu như kiểu là mình đổ bằng can đâu. Cái này thì mình có bơm rồi, rất là yên tâm. Cái này gạt nó ra này. Cái chỗ này nó hơi bị lồi lên một tí thì mình sẽ cào bớt lại một ít nhé các bác nhé. Mình sẽ hỏi cái bác chủ nhà này xem có để lại cái đường không. Chắc là để lại đường thôi, bởi vì là cái lượng gọi là đất đá xi măng cát thiếc là mình nghĩ là vẫn còn, nên là bác ấy cũng chưa thể là làm xong cái nhà cái được, và sau này còn đi lại nữa cơ. Phẳng anh em nhá. Đó, cái này để xới vào một tầm này nữa. Đúng lên cái chỗ này đâu. Cỏ này thì là úp nó xuống. Đấy. Đấy.
đất này nó ẩm, đất dính cầu rất là nhiều. Lúc này cứ lâu lâu nó lại rơi đi một ít, hoặc là nó lại dính vào. Có để lại cái đường không? Để từ đấy à? Xới hẳn đến đấy luôn thì. Chỗ này không để đường đi lại đâu gì. Vâng, ở cái chỗ này không để đường đi lại đâu gì. Không. Vâng. Ok. Có chủ nhà bác yêu cầu là sẽ xới hết các bác. Chắc là sau này đường đi là sẽ ở chỗ khác. Xới thêm một tầm nữa xong bắt đầu mình mới ấy lên. Mình san phẳng. Đất này mình xới làm được nó phẳng là bởi vì là cái cốt trước nó đã phẳng rồi các anh nhá. Nếu mà nó không có thì là sẽ rất là khó đấy. Rất là khó để làm phẳng. Đây là nó không có cốt sẵn rồi. Với lại là nếu như mà mình san ở cái thế máy mà nó cái thế mặt bằng mà nó dài như thế này thì làm nó lại cũng là dễ thôi. Dài thì là thường thường là nó trong một tầm gầu thì cái mắt mình nhìn cái công trình nó cũng sẽ khác. Mình cào thì cái khuynh hướng của mình là lúc sới lúc nào cái gầu đất nó cũng co vào mà, cho nên là cái đất nó hay bị hút về cái trong lòng này, nên là lúc là ở phía ngoài kia là nó bị thiếu đất. Mình sẽ bù cho nó khéo lại. Thế lên gạt cho một đường lên nhé các bác nhé. Gạt cho một gầu ở cái chỗ này nữa. Đây là lúc nãy là cái góc xa. Ok, đằng sau nó có một cái đống cát cho nên là mình sẽ tránh cái đống cát nó ra. Cái nước ở dưới ao nó chảy ở kia các bác kìa. Đấy, các bác có thấy ở góc xa xa chỗ gầu này không? Đấy, nước nó chảy xuống đấy. Bác chủ nhà bác ấy đã bắt nước về rồi. Nước ra nước vào như này thì quá là tiện. Mình cũng muốn là có một cái vòi nước để về chỗ nhà mình đấy, nhưng mà chưa làm được các bạn. Sẽ ráp vào cái bạt này nhá. Gạt qua nó đi. Bác áo trắng quần xanh này là trưởng thôn đấy các bác ạ. Bác ấy lên đấy để xem máy làm việc. Đó.
khá là rộng đấy các bác, dài đấy, chứ mình nghĩ nó không phải 50 mét đấy. 50 mét sợ còn hơi ngắn. Cái móng nhà kìa các bác kìa, thì là ba cái vừa mới xây xong thì bây giờ mình muốn múc đất vào thì mình cũng đang rất là lo, là bởi vì là xây tường 10 mà vừa xây xong nhé. Nếu mà để 2-3 hôm thì là tốt, mà vừa xây xong mà bây giờ lại quăng đất vào thì cũng khá là nguy hiểm cho cái bức tường đó. Không hiểu là tại sao người ta lại xây cái nhà, cái móng nhà nó lại bé như thế. Chắc là do chủ nhà không có điều kiện, mà cái nhà tạm, cái nhà cấp 4 tạm. Cái kia thì nếu như mà như thế này không có móng thì mình nghĩ là sẽ làm như thế này xong rồi đổ sàn. Đấy. Như thế này xong rồi đổ thành một cái nền nhà ấy các bác, để cho nó cao hơn cái mặt kia mà. Sau bắt đầu là người ta làm nhà gỗ, đấy, mình nghĩ là thế. Chứ còn cái móng kia thì không thể xây nhà được. Không có rầm, không có rằng, không có móng, không có cốc, không có băng gì cả. Chỉ có một cái hàng gạch, gạch nằm ở dưới đáy thôi. Sau bắt đầu là người ta xây gạch đứng lên thôi. Tường 10 đấy. Chắc là chỉ để làm nền để xây cái, làm cái nhà gỗ. Thôi lại quay lại cái công trình nha các bác nhá. Mãi nói về cái nhà kia. Cái lượng đất này thì nó gọi là tơi tơi như thế này, và nó đều như thế này. Chỗ này thì là công nông đi nhiều, ô tô đi nhiều này, mình thấy là nó cũng nén rất là cao đấy, dẫn đất rất là chặt. Sới nốt lên cái ô ở đây rồi các bác nhé. Thôi cái công trình này thì mình xin kết thúc cái video đây thôi, bởi vì nó cũng khá là dài rồi. Mình làm nếu mà để xong hết cái này thì cũng khá là lâu. Thì lúc lan đây mà mình đi quăng đất vào cái móng kia thì mình sẽ quay lại cái video của... quay lại cái công trình này, cái mặt bằng này cho các bác xem nhé. Thôi hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và comment ý kiến góp ý của bác ở bên dưới cái video này nhé, để giúp em cải thiện cái chất lượng video cũng như là công trình của mình. Thôi em xin thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Đó, em sẽ làm nốt một tí nữa để cho nó... cho nó vãn vãn đi. Thôi bắt đầu xoay máy sang đây. Thì em sẽ kết thúc. Đó. Thôi em xin chào các bác nhé.